Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long, 10 tháng năm 2024, toàn tỉnh tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp được trên 31.000 người, đạt gần 90% kế hoạch năm. Trong đó, các địa phương đơn vị đã mở được 248 lớp đào tạo nghề cho người lao động theo chính sách hỗ trợ, đào tạo sơ cấp dưới 3 tháng cho trên 5.000 học viên. Các cơ sở dạy nghề đều coi trọng thực hành, nhất là từ thực tiễn sản xuất kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong tất cả các khâu của quá trình đào tạo, ngành nghề được cập nhật cơ bản phù hợp với nhu cầu người học. Kết quả đào tạo nghề đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng kinh tế, công nghiệp và dịch vụ, đồng thời đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt trên 71%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt trên 25%.